Hội thi Olympic tiếng Anh trong học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ năm 2024 bước vào vòng thi chung kết. Để tìm ra đội xuất sắc nhất, đại diện học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ tham gia vòng chung kết toàn quốc vào tháng 12 năm 2024. Tham gia vòng chung kết có 20 đội, đến từ khối đại học cao đẳng và khối trung học phổ thông. Mỗi đội gồm 4 thí sinh là học sinh sinh viên đến từ các trường trung học phổ thông, đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các đội sẽ tham gia hai phần thi chính: giới thiệu (introduction) và tranh biện (debate) với nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các chủ đề tranh biện sẽ xoay quanh các vấn đề về xã hội, giáo dục và thanh niên. Trước đó, vào tháng 6 đã diễn ra vòng sơ loại bằng hình thức thi trực tuyến, thu hút hơn 20.000 thí sinh tham gia. Vòng chung kết sẽ trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các tập thể hoàn thành tốt các nội dung thi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một giải dành cho đơn vị có số đoàn viên thanh niên tham gia dự thi đông nhất, một giải cho đơn vị có tỷ lệ đoàn viên thanh niên dự thi cao nhất. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, phát huy tính sáng tạo và kỹ năng tranh luận. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bạn trẻ thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tạo tiền đề cho việc hội nhập quốc tế.